bánh bột lọc giao cho khách. Mới nhìn được nồi bánh canh. Thì đây là bánh bột lọc luộc. Còn đây là bánh khách hàng đã đặt, chờ khách tới lấy và giao. Bánh bèo không cháy. Ngày hôm nay khách hàng đặt như đây đây, giao từ sáng đến tối vẫn chưa hết. Bánh bèo ngon nhất vùng sau. Ngon như bè nào vậy nha. Sau bay Gardena. Đây là bánh ít trần, còn đây là bánh ít gram. Ai muốn ăn bánh ít trần thì ăn bánh ít trần, bánh ít gram thì gram chiên lên thì ra bánh ít gram. Gram là chiên, tiếng Huế kêu bánh ít gram là bánh ít chiên, vậy thôi, đơn giản dễ hiểu. Còn đây là bánh bột lọc, bánh quay vạt trần. Bánh bột lọc trần hay còn gọi là bánh quay vạt. Đó. Còn đây là bánh bèo. Hôm nay bà Hà, bà ngoại đắt khách. Khách hàng đặt quá chừng, giao từ hồi sáng giờ, giờ tối rồi vẫn còn hàng quá chừng. Còn bánh đang làm chưa xong nữa. Hấp dẫn, hấp dẫn. Đó, thêm nữa thì bánh gram rồi đó. Wow. Bánh ít ít gram này mới chiên ra xong này nè, ăn liền là giòn rụm ngon lắm nè. Có hai loại, có người họ thích ăn tôm không, họ thích ăn nguyên thịt, cho nên bánh này bánh nhân tôm thịt. Còn cái này họ đặt riêng là bánh tôm không. Thanksgiving cho nên khách hàng đặt bánh quá chừng, tha hồ luôn, quá trời, giao một tăng sáng, tăng trưa, bây giờ giao tăng tối nữa. Đó, bà già với bà ngoại làm quấn tay quấn chân. Đó, hai người làm một ngày hôm nay, từ ngày hôm kia đến ngày hôm nay. Chuẩn bị nhân tôm thịt tình thử, từ hôm kia đến hôm nay mới có để mà làm giao bánh. Thanksgiving, người Việt mình họ không ăn gà Tây nên họ thích ăn đồ Việt, cho nên họ đặt quá chừng luôn. Chắc có ai tới lấy bánh nữa. Đó, bánh nè, đây là cái bà chủ bán bánh nè.